Ở phía trước đây là cũng là một căn nhà tình thương. Nghe nói là đây chỉ có là một người, một cụ sống một mình anh chị. Đất đây sao khô cằn quá đây cô Hương ha. Đi cái này mà gặp đi chân không chắc đau chân chết luôn á trời. Nhà đẹp ha. À có bà. Dạ con chào bà. Dạ. À bà đang làm gì vậy bà? Đang lột me. Lột me làm gì bà? Me đồng phơi. À dạ lột me phơi ha. Dạ. Dạ. Để dành ăn nấu canh chua rồi hả bà? Dạ. Dạ. Bà ở đây bà sống với ai hả bà? Có mình à không? Dạ. Rồi cái xe máy này của ai? Để này của con cháu gửi. Dạ. Dạ. Nó bà gửi xong nó đi bằng. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? Dạ, năm nay 80 rồi. 80. Ờ tuổi. Dạ. Dạ. Vậy sống có một mình luôn, không dạ. Có con cái gì hả bà? Có bà có gia đình không? À, hồi trước có gia đình. Dạ. Cũng được hai đứa con mà nó cũng nghèo quá cậu ơi. Dạ. Nó có bên bà vợ chồng nó có cái đền dạ không à. Dạ. Cũng đi làm thuê làm mướn. Dạ. Mới có ăn chứ không làm thuê làm mướn cũng có ăn. Dạ. 80 tuổi thấy khỏe quá anh Hưng. Trời ơi xe đất chưa đó cậu. Bà đẩy đất vô hả? Dạ. Trời đất ơi. Sao làm nổi, 80 tuổi rồi sao làm nổi được công việc này? Rồi ở đi cấy mướn nữa cậu ơi. Dạ. Đi cấy luôn hả? Dạ. À vậy là còn sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Vậy chứ giờ không làm lấy gì ăn cậu. Dạ. Không có ruộng, có phỉnh ở đó mà không có nước. Dạ. Mình đã cấy cũng không có được. Ủa sao mà không có nước là sao bà? Cũng như không có nước ra vô á cậu. À nước không có ra vô. Dạ. Thành ra mình cấy không có được. Dạ. Dạ. Bà đâu bây giờ con thử bà nói bà đẩy đất bà đẩy thử khúc con coi thử coi sao nha bà nha. Dạ. Trời ơi bà khỏe, khỏe anh Hưng. Dạ. Trời ơi. Vậy là đất này là mình rinh lên. Dạ, lên rồi đẩy. Được không bà, được không? Được, được. À, đẩy rồi bà, đất đó bà để đâu? Đây đẩy lên đó rồi đưa ra đó. Dạ. Bây giờ tôi đẩy đây cọc đó nha. Không á, nhưng mà bà đẩy để bà đưa lên đó để làm cái gì á bà? Đẩy lên đó đặng cho cái nền nó hơi cao. Dạ. Đặng cho sao trời mưa nó không có đụng nước rồi nó dơ. Dạ. À. Vậy là đất này giống như là đất mình đi móc ở dưới đây lên, móc qua mương lên. Mướn sáng cạp nó cạp lên. Dạ. À, nó cạp lên là 1 triệu nè. Dạ. Cái rồi mình đẩy từ xe thì xe vậy nè. Dạ. Vô. Dạ. À. Sao mình không tìm người nào để cho người ta làm? Đây cũng khó mướn lắm cậu ơi. Dạ. Bây giờ họ đi xa họ là mướn không à. Dạ. Ở đây ít có người mướn rồi. Dạ. Ở đây cũng như làm 1-2 ngày cái rồi họ không có họ ăn. Dạ. 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 Ừ. Anh Hương cầm thử ra em đẩy thử coi nổi anh Hương. Đâu bà đẩy thử coi bà đẩy được không bà? Đẩy thử coi. Dạ. Ê té. Chết mồ. Có sao không bà? Có sao không bà? Không sao phải không? Không sao. À, đâu bà đẩy thử coi. Bà đẩy thử coi, để được không? Trời ơi còn khỏe. Trời ơi. 80 tuổi mà còn đẩy đất còn khỏe ra. Để tự thân nữa không? Dạ. Anh Hưng cầm thử coi em đẩy xe này có nổi không anh Hưng? Dạ sốc luôn. Dạ. Trời ơi, thấy cái xe này thấy có bộ nặng này nha. Dạ. Trời ơi nặng. Nặng chứ. Nặng mà gặp mà cái này nó có một bánh là tính ra khó đẩy lắm á. Dạ. Thôi con là không nổi bà ơi. Con đẩy cái này nó lật à. Dạ. Trời ơi cái này xe dày gì. Nè. Mình đẩy không quen á, cái mình dạ. Kéo ra. Đẩy không quen. Trời ơi. Đất không mà nó nặng lắm. Nặng giống nặng. Thôi con thua bà. Con thua. Đẩy dạ. Vô như đó. Dạ. Vòng. Rồi hàng ngày đây bà làm công việc gì để mình kiếm sống bà? Cũng như nhờ nhà tại chợ. Dạ. Cũng như rau xuống cho gạo. Dạ. Rồi cho mì tôm. Rồi dạ. Cho nước tương, nước mắm. Dạ. Rồi còn cái kinh tế mình kiếm gì, mình có làm công việc gì không bà? Kệ ăn dính giờ cậu ơi. Dạ. Còn hồi trẻ bà làm công việc gì? hồi trẻ đi đi rồi mướn. Dạ. Là à, hồi nãy bà nói là bà đi cái lúa. À, cây lúa, rồi cắt lúa, rồi mần cỏ, đủ dạ. thứ. Rồi cái đất này là làm dạng như là đẩy đất này là cái chuyện nhỏ với bà. Cái này là chuyện nhỏ. Dạ. Chuyện nhỏ bằng ở nhà. Dạ. Dạ, tính ra mà 80 tuổi mà rất là khỏe. Dạ. Con à, không ngờ ai, luôn. Ở đây ai cũng khen ha. Dạ. Vô đây nó trời ơi. Bà 80 tuổi còn bà mạnh hơn con. Dạ. Hàng ngày hàng ngày rồi ăn gì bà? Hàng ngày ăn gì? À, ăn cá lóc. Dạ. Rồi kho khô. Dạ. Rồi hay là nhiều khi mấy đứa cháu vòng vòng nè. Dạ. Nó thấy vậy rồi nó cho cà phê. Dạ. Rồi nó cho bắp cải. Dạ. Hay là khoai từ, khoai lang vậy đó. Dạ. Rồi nấu canh ăn. Nhưng mà cũng như là mình ăn những cái món ăn nó rất là dân dã, đơn giản đó. Chứ không có cầu kỳ như là không ăn thịt nhiều. Không. Thịt ớn. Dạ. Bị nghe nó hơi bệnh nữa. Dạ. Sợ mình ở nhà có mình rồi bệnh qua không có ai. Dạ. Nhưng mà từ mình ăn những cái nó dân dã đơn giản gì mà mình có sức khỏe rồi. Dạ. giống như mấy bà cụ của mình ngày xưa. Dạ. Dạ. Ơi, đi vô. Đi dạ. vô mà mấy người nó không cho 2 giờ không có nước gì vô. Dạ thôi, khỏi nước gì đâu, tụi con đâu cần, tụi con mới vừa uống nước bên kia. Dạ. Dạ. Đi ăn tạm rồi đại ca. Hai ổi hả? Dạ. 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 Dạ được rồi bà ơi. Dạ. Ăn chuối sim rồi ha. Dạ. Dạ. Trời ơi, 80 tuổi rồi mà khỏe như là thanh niên. Khỏe lắm. Dạ. Thanh niên làm lại tôi đâu. Dạ. Còn bây giờ đó dạ. 80 tuổi rồi tội nghiệp, có cái ông ở trên kia. Dạ. Cái ông tuốt ở trên đồng xoài hả? Dạ. Ông xuống ông cậy người ta. Dạ. Để nói về làm bạn. Trời ơi. Chết ơi. Dạ. Dạ rồi con mời bà ngồi, con mời bà ngồi. Dạ. À cũng như là thấy ông đó thấy bà rồi mến bà, cũng như là hỏi bà về đặng mà làm bạn già. Về làm mọi với anh ta. Dạ. Làm bạn. Dạ, để làm bạn già hả bà ha? Dạ. Làm bạn nấu nước uống qua lại. Dạ. Thôi. Để tôi ở nhà tôi nằm tôi nghỉ tôi mần công chuyện nhà của tôi. Dạ. Rồi cái ông cụ đó là bao nhiêu tuổi? Ông đã 85 tuổi. À dạ. Ông cũng mới mất này cái tuần rồi. Dạ. Thấy ông ngồi coi rồi. Dạ. Dạ. Bởi vậy nhưng mà thí dụ như mà có bạn già hữu hỷ với nhau cũng vui bà. dạng như là nhà mình đó không cho nó khỏe. Dạ. Rồi ở đây đất vườn mình rộng không bà? Có vòng đây cậu. Dạ. Còn cái vuông bên kia của ai bà? Cái đó của thằng cháu ngoài kia. Dạ. Còn bên đây thì của cái ông đó. Dạ. Còn đằng sau này thì của con Toàn nữa. Dạ. Còn thấy có cái nhà nó bay cái máy tôn là của ai bà? Là của cái thằng cháu kế bên ạ. À dạ. Vậy là người cháu ở đây với bà luôn. Ông đó ở bên đó. Dạ. Rồi gì đó bộ coi á. Dạ. Rồi người ta cho nó cái nhà bên đó. À cũng rồi anh giờ cũng như là vợ giờ mốt cũng mua tôn về sọp lại. Dạ cũng như là ảnh cũng có một mình. À giờ dạ. đi làm trên Sài Gòn á. Dạ. Dạ. Sống một mình vậy, thấy buồn không bà? Quen rồi cậu. Dạ. Dạ nhưng mà con thấy bà vẫn còn khỏe. Trời ơi. Bởi vì nghe kể nghe vui, 80 tuổi mà có người còn đi hỏi. Dạ. Kể họ nghe họ cười chắc. Dạ. Mà chưa gì hết trơn là ông cũng đi mất tiêu. Dạ. Dạ. Vui. Dạ. Rồi mấy người con của bà bây giờ sống ở đâu? Nó ở bên Ba Tri đó cậu. Dạ. Rồi lâu lâu có về thăm bà không? Lâu về, Tết mới về. Bởi vì cũng là mướn. Dạ. Rồi Tết họ mới cho ở không. Dạ. Rồi mới về bữa mùng 1, mùng 2 tới mùng 3 đi nữa. Dạ. chứ đâu có bỏ được không. Dạ. Bỏ cái người ta đuổi cái thôi, dạ. Không có cơm ăn à. Dạ. Còn cái căn nhà ở đây là như thế nào bà? Đây là cũng như nhà nước cho. Dạ. Nhà tài trợ ở tỉnh Bến Tre. Dạ. Cái ông đó xổ số. Dạ. Cho có cái nhà này. Dạ. Dạ. Cho 50 triệu. Dạ. Bởi vậy cũng mừng ha. Dạ. Dạ. Ổng điện xuống cũng cho mừng hết lớn. Dạ. Lúc đó là căn nhà của mình là căn nhà gì bà? Cái nhà lá. Dạ. Rồi bây giờ có được căn nhà tường như vậy là ấm áp mà ha, nó ở nó cũng kín gió. Dạ. Dạ. Mừng lắm cậu ơi. Dạ. Rồi hàng ngày ở đây rồi mình có đi chăm sóc vườn hay làm công việc gì nữa không bà? Thì cũng như 2-3 ngày mới tưới cây. Dạ. Rồi cái rồi coi đất chỗ nào thấp thì xe vô đắp cho nó cao. Dạ. Để trời mưa rồi nó ủng nước rồi nó bị muỗi. Dạ. Mà con thấy nếu mà nguyên cái khu vườn đây nếu mà một mình bà chăm sóc là chắc con nghĩ là bà làm khỏe re. Dạ. Khỏe. Dạ. Bởi nên 80 tuổi rồi còn quá khỏe. Cái ông bí thư tên Quyện á. Dạ. Ổng xuống, ổng thấy tôi mần quá trời, mần tới 12 giờ chưa. Dạ. Vô. Rồi ổng mới xin cái nhà này cho tôi đó. Dạ. Bởi vậy quý quá trời luôn. Dạ. Cái ổng cũng có ghé thăm. Dạ. Rồi bây giờ rồi kinh tế hàng ngày rồi cũng ở địa phương người ta hỗ trợ cho mình rồi tiền bạc đâu mình xài, cũng lâu lâu á cái người ta ghé người ta cho cái gạo. Dạ. Rồi cho mì tôm rồi. Dạ. Cho nước tương nước mắm. Dạ. Vậy đó. Dạ. Rồi còn có mấy người con có cho tiền để mình bỏ túi xài không ba? Tết nó mới về cho. Chứ dạ. Hàng tháng là nó không có chơi. Trời ơi, vậy là bình thường giờ là giống như là mình chỉ có đồ ăn thôi. Dạ. Mà tiền sinh hoạt, đóng điện nước rồi là mình không có. Không có, cũng như Tết vậy rồi nó về nó đấm cho người ta. Dạ. Cũng như sớm giờ này họ cho. Dạ. Kéo điện. Cái rồi Tết cái rồi đóng 600 ngàn. Dạ. Cũng như tháng 50 ngàn. Dạ. Rồi nước ở đây mình xài nước gì ba? Mình xài nước cây. Nước phun tên ha. Dạ, vậy là cũng được. Bơm lên. Vậy là nước giếng. Dạ. Dạ. Rồi nước giếng sao bà bơm nổi? Nó có cái hùng tưa của. Dạ, bơm lên. Dạ. Rồi, máy bơm lên. Dạ, chứ mà con nghe nó nói cái bơm cây ngày xưa sao mà bơm cho nổi? Bơm cây cũng bơm nổi. Dạ. Vì mình đẩy đất này nổi là mình bơm cây phải nổi. Dạ. Bởi vậy quá khỏe luôn. Dạ. Mà mình làm vậy nó mới khỏe đó cậu. Dạ. Chứ ăn rồi nằm riết rồi nó thủng qua. Dạ. Bởi vậy nên nó là, nhưng mà sức khỏe mà cỡ tụi con á là chắc không có bằng bà nổi rồi. Dạ. Dạ chứ nếu trường hợp cậu về đâu cậu sống với tôi thì cậu cũng như tôi thôi. Dạ. Nhưng mà con làm không nổi đâu. Riết rồi nó cũng quen cậu. Dạ. Rồi hàng ngày mình ăn khỏe không bà? Ăn được không? Ăn uống được không? Ăn có chén cơm. Thôi ăn ít vậy. Trời ơi. Ăn ít vậy mà ăn ít. Dạ. Mà ăn dắt thì nhiều. Dạ. Ăn cái cây. Dạ, vậy cây là cũng được. Cháu nó chờ, đưa dạ. Nó chờ 2 trái, kia chờ 2 trái, kia hồi quất trái. Dạ. Vậy mới có sức khỏe. Chứ mà còn con nói mà bà mà ăn 1 chén cơm mà bà làm công việc này vậy nuôi bà có bộ lời. Dạ. Dạ. Ông mà nếu trường hợp con cháu ai mà trên tôi về nuôi là lời cậu. Dạ. Lỗ đâu. Dạ. Ăn không có lỗ. Dạ, thì đó bởi vậy thường là người ta nói là ăn nhiều là mới có sức khỏe mới làm nhiều, còn bà ăn ít quá mà bà làm nhiều quá nuôi bà là không có lỗ. Dạ. Dạ. Ở đây rồi con thấy giờ cũng như là mình sống có một mình thôi. Dạ. Con cháu thì ở xa hết, nói chứ nhiều khi ăn vắt sáng thì dám ăn bậy bạ nhiều cậu, còn vắt chiều mình ăn ít rồi. Dạ. Bởi vì tối mình sợ rủi mình bệnh hoạn không có. Dạ. Ăn. Dạ đúng rồi. Thì con cũng định nói vấn đề đó, giống như là mình nhiều khi tuy rằng mình rồi, đang khỏe mình để cái điện thoại gần ra ha. Dạ. Nếu trường hợp có gì cái mình gọi liền xe ôm. Dạ. Dạ. Vậy đó chứ không có gì hết. Thật sự thì con đến đây mà con thấy bà 80 tuổi mà bà sức khỏe về là con cũng mừng cho bà. Dạ. Con cũng thấy người dân của mình ở dưới quê vậy nè, tuy rằng là lam lũ cực khổ nhưng mà sức khỏe rất là nhiều. Dạ. Còn ở thành không sức khỏe không bằng bà ơi. Dạ. Sức khỏe giờ 60 trở lên là yếu rồi. Cậu biết làm sao mà ở thành nó yếu. Dạ. Nhà khi khuyết vậy nè, rồi không có ai làm cái gì hết. Dạ. Ăn rồi nằm hay là ăn rồi cái đọc sách vậy, không có lao động. Dạ. Thành ra nó yếu hơn đồng quê. Dạ. Còn đồng quê ăn rồi cái chạy nghinh nghinh ra kia rồi xúc đất. Dạ. Hay là làm cỏ hay là cấy hay là cắt lúa. Dạ. Người ta có cái sự lao động, người ta dạ. mạnh cậu. Dạ. Nên thương cái dân ở trên thành đó. Dạ. Yếu là yếu cái đó thôi. Dạ. À. Rồi lâu lâu rồi ở đây có người nào đến nói chuyện đồ với bà cho vui không? Hàng xóm đâu đó. Hàng xóm đâu đâu, có mấy đứa cháu rồi. À vậy cũng được ha. Dạ. Chứ mà già nhưng mà mình lớn, nhưng mà mình tại vì mình lớn tuổi á, phải có người đến nói chuyện rồi về nó vui. Như tụi con đến thăm bà vậy bà vui không? Vui. Dạ. Sao không cho hai nấu nước luôn. Dạ thôi được rồi. Tụi con chủ yếu là tụi con cũng đến thăm bà tí xíu thôi. Dạ. Rồi tụi con cũng đi thăm những người khác nữa. Dạ. Vậy thôi cũng cầu chúc cho mấy cô cho có sức khỏe mạnh giỏi nha, an khang thịnh vượng hết nha. Dạ dạ rồi con cảm ơn bà. Dạ hôm nay thì con đến thăm bà thì con cũng được biết là bà ở đây chỉ sống một mình thôi. Nói chứ giờ sống mình thì cũng lớn tuổi, đâu có làm gì kinh tế để ra tiền để mà mình sống đâu. Nên là con cũng xin trích kinh phí của mạnh thường quân để tặng cho bà một túi quà để như là bà mua đồ ăn ngon là có sức khỏe tí xíu thôi. Chứ mà còn con thấy bà là rất là khỏe, rất là khỏe. Con cũng mừng, con cũng mừng cho bà. Dạ. Tôi cũng cầu chúc cho cậu về cậu mạnh khỏe, rằng vài năm cậu xuống cậu thăm tôi nữa. Dạ dạ. Dạ thì trước tiên đây là cũng có một chai dầu nước xanh của anh chị ba Jackie Trần ở bên Mỹ gửi tặng cho bà nha. Dạ. Đây là 1 triệu, đây là của mạnh thường quân ở Louisiana ở Mỹ gửi tặng cho bà con Bến Tre mình. Thì con cũng tặng cho bà một túi quà để bà có tiền là mình mua đồ ăn ăn cho ngon miệng ha bà ha. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Với sẵn đây thì con cũng chúc bà được nhiều sức khỏe nha. Sống 100 tuổi. Dạ. Bà 80 mà con thấy bà rất là khỏe. Dạ. Dạ. Rồi thôi thì con cũng thăm bà tí xíu con về nha. Dạ. Bây giờ cậu về đâu? Dạ con còn đi thăm bà con khác nữa. Dạ. Dạ. Ôi cậu xin cho cậu khỏe mạnh. Dạ. Ăn mạnh tay mạnh chân đi thăm bà con. Dạ dạ rồi khi nào có dịp con đi ngang có con ghé thăm bà nha bà. Dạ dạ rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều.